Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngáo để cùng bình luận về bộ phim bom tấn nặng ký nhất của tháng 7, Peninsula, bán đảo, hay còn được mọi người gọi là Train to Busan 2, hay còn được Ngáo gọi là quá nhanh quá nguy hiểm phiên bản zombie đó. Ai chưa coi trailer Ngáo của phim thì coi liền đi nha. Mới hôm rồi thì Ngáo và những người bạn đã được dự buổi premiere hoành tráng của Peninsula và đương nhiên là cũng phải review cho mọi người luôn chứ hả? Điều đầu tiên cực kỳ quan trọng mà mình muốn nói sẽ giúp các bạn trải nghiệm bộ phim tốt hơn rất nhiều, đó chính là Peninsula không phải là Train to Busan phần 2. Đây là một bộ phim hoàn toàn khác biệt, chỉ trùng nhau cái bối cảnh mà thôi, nên là bất cứ mong đợi gì tương tự như Train to Busan sẽ không hề xảy ra trong bộ phim này nhé. Ở Train to Busan, thế giới mới chớm bước tới thời kỳ hỗn loạn khi dịch bệnh bùng phát. Mọi thứ vẫn còn rất quen thuộc, chỉ loạn hơn chút mà thôi, giống như cái phòng ngủ của tôi hiện giờ vậy đó. 4 năm sau, ở nơi gọi là bán đảo này, mọi chuyện đã lộn tùng phèo lên hết rồi. Chả khác gì một bãi rác khổng lồ, một tàn tích còn sót lại của một nơi đã từng là văn minh. Tới khúc này, cảm giác sẽ giống như cái phòng trọ của các sinh viên qua mấy tháng nghỉ dịch vậy. Cỏ dại đã mọc, đồ ăn thì lên nấm, tủ lạnh lúc nhúc sâu bọ. Quá là chất phải không nào? Giờ thì ra toilet ngủ cũng là chuyện bình thường thôi. Chất của bán đảo thể hiện qua rất nhiều phương diện, nhưng nếu chọn hình ảnh đặc trưng để nói thì đó chính là khung cảnh trường đấu zombie, nơi mà con người thả đồng loại của mình vào cho zombie cắn xé, cốt chỉ để vui chơi và giải trí, cá cược. Bán đảo đã biến chất, con người sống ở bán đảo cũng vậy. Và để thể hiện cái biến chất ấy, ekip đã xây dựng một nơi đủ tàn nhẫn. Ánh đèn từ trên cao đánh xuống những con người bị đồng loại lột trần và đánh số, để cho zombie có thể nhìn thấy họ rõ hơn. À, trong phim này thị lực của zombie kém lắm. Mực nước lõm bõm bên dưới, không rõ là để họ khó chạy hơn hay là để tạo tiếng động mỗi khi di chuyển, cho zombie nó dễ đuổi theo. Nhưng mà về mặt thị giác thì hình ảnh này khá là ấn tượng ha. Xã hội loài người trong thế giới ấy duy trì bằng những giá trị khác hẳn, vô đạo đức, rất đáng sợ và rất dễ đổ vỡ. Dù vậy thì những con người sống có tình vẫn là điểm nhấn cảm động cho bộ phim. Mà nếu nói thêm nữa thì sẽ spoil mất tiêu đoạn cuối. Thôi thì mọi người ra rạp xem nha. Nhìn chung là phim đã có cách xử lý rất khác so với Train to Busan. Và cũng vì thế, tốt nhất là chúng ta đừng đem phim này ra so sánh với phần đầu. Vì đây là một bộ phim hoàn toàn khác, thể loại hoàn toàn khác, chất phim hoàn toàn khác. Mà thật ra thì hình như không có cái gì giống để mà so sánh luôn á. Phim không còn chăm chút về câu chuyện gia đình và sự hy sinh như phần trước, mà đẩy cực mạnh về phía hành động. Số lượng súng ống đạn dược phải nói là ngang ngửa với phim Mỹ luôn. Còn những màn đua xe, ta nói nó khét lẹ. Đương nhiên là những con đường ngập tràn zombie sẽ tăng độ khó lên rất nhiều cho những màn đua xe ấy. Và nổi cái việc xem những tay đua kiệt xuất vượt qua hoặc là lợi dụng đám zombie ấy như thế nào cũng là một phần gây mãn nhãn cho phim rồi. Vấn đề là dù phim có tăng kinh phí gấp đôi so với phần 1 đi nữa thì cũng không thể so sánh với mức độ đầu tư của các phim bom tấn Hollywood. Vậy cho nên, nếu tinh ý các bạn sẽ phát hiện ra phim sử dụng cảnh dựng rất nhiều. Phần mình cảm thấy thích nhất ở phần 1 chính là cách họ kết cái phim lại. Còn ở phần 2 này rất tiếc là không thích bằng ấy, nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi nha. Vì những cô bạn đi xem cùng thì lại cực kỳ thích cái kết như vậy. Ở phần 2 đó thêm về đua xe như là mình xem Fast and Furious vậy đó. Nó cực đỉnh luôn và kèm theo là những tình huống rất là cảm động. Các nàng xinh đẹp khóc muốn ngập rạp luôn chứ không có đùa đâu. Đúng là mỗi người một kiểu nên mình không thể đem cái cảm nhận cá nhân của mình để áp đặt cho những khán giả khác được. Đỉnh, mình chỉ muốn nói một từ đỉnh thôi, mình không muốn spoil quá nhiều. Nhưng mà mọi người nhìn mặt mình đi, trời ơi mình khóc rung tay rung chân ở trong rạp phim. Phim đang tiếp tục cháy vé khiến các rạp chiếu phải tăng suất chiếu sớm và dời ngày công chiếu chính thức lên sớm 2 ngày luôn. Quả là một dấu hiệu đáng mừng, góp phần phục hồi văn hóa xem phim rạp để chúng ta có thể đón chờ những bộ phim bom tấn đổ bộ ra rạp vào tháng 8 trở đi ha. Rất nhiều người đã xem phim rồi, cho nên là khen chê đủ hết. Mình thì rõ ràng cảm thấy đây vẫn là một bộ phim đáng tiền cho các bạn ra rạp. Rồi sau đó cùng bàn luận hết mình về bộ phim này nhé. Chúc các bạn xem phim phê lòi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Không có sớm đâu. Hay không mấy đứa? Phim hay không? Hay không? Phải xem.